Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn. Hôm nhật Neko xin chào các bạn. Chúc anh chị các bạn xem video vui vẻ. Hôm nay nhà gốm Neko giới thiệu đến các bạn và giao lưu đến anh chị và các bạn để chúng ta nắm rõ được hơn một số các kiến thức cơ bản về gốm. Để trong thời gian mà nhà gốm để có các cái công trình cũng như trang trí các cái công trình thì rất nhiều các bạn cũng như là các cái chủ đầu tư cũng như là cô chú và anh chị làm công trình với nhà gốm để co trang trí ngôi nhà thì cũng rất nhiều người hỏi là đâu là cái gốm mà được in đề can, đâu là cái gốm mà in đề can và đâu là cái gốm vẽ tay, nghệ nhân vẽ tay sơn dầu. Đó thì cũng rất nhiều các anh chị và các bạn cũng nhắn tin gọi điện, nhưng mà hôm nay thì nhà gốm mới có thời gian để thu xếp để làm một cái video để giao lưu với cô chú anh chị và các bạn để chúng ta nắm được rõ hơn, để các bạn nắm được rõ hơn về cái gốm, đâu là cái dòng đề can in và đâu là cái dòng gốm vẽ tay có cái giá trị. Riêng cái dòng đề can, gốm đề can dán thì cũng rất nhiều loại trên thị trường hiện nay, cũng rất nhiều nhiều loại đó. Nhưng mà về những cái bình mà đề can dán thì cụ thể như chiếc bình như này đó, và một chiếc bình để chiều cao tầm 40 cm đấy, cái phong cách cái họa tiết thì rất là hài hòa, các bạn có thể nhìn thấy rất là hài hòa, rất là đẹp, rất là tuyệt vời đó. Chiếc bình như này mà chúng ta trang trí các cái góc cạnh trong ngôi nhà, trong công trình rất là đẹp đấy. Đối với những chiếc bình mà đề can dán thì sẽ có cái giá trị về decor, về trang trí cái không gian kiến trúc nhiều hơn là cái giá trị về sưu tập. Đấy, về sưu tập của chúng ta đầu tư chơi. Đấy. Thế thì tùy vào cái phong cách của mỗi người và cũng tùy theo rất nhiều các phong cách khác nhau. Đó. Thì hy vọng hôm nay sẽ mang đến cho cô chú, anh chị và các bạn một cái phần nào kiến thức rất là cơ bản và đơn giản để hầu hết chúng ta ai cũng có thể phân biệt được cái đề can dán đâu là cái đồ gốm in vẽ tay, để chúng ta có một chút kiến thức khi chúng ta mua và chúng ta đi sưu tập, thì chúng ta cũng biết được một cái phổ thông nhất chúng ta có những cái đánh giá về cái đồ trong ngôi nhà mình. Đó thì trước mặt các bạn thì đây là một chiếc bình mang phong cách châu Âu. Đấy, chiếc bình này cũng chiếc bình là của nhà gốm đang đề co trang trí cho một cái công trình ở trên Bắc Ninh. Đó, anh chị ở trên Bắc Ninh rất là đẹp, một cái ngôi nhà theo phong cách châu Âu. Thế đây là những chiếc bình mà nhà gốm gần như đặt mẫu để giao lưu cũng như trang trí cái không gian kiến trúc. Đó thì nhìn qua chúng ta thấy là một chiếc bình rất là đẹp. Tất nhiên đây là một cái bình mà in đề can, nhưng mà là in đề can cao cấp các bạn nhé, cao cấp, in đề can cao cấp nên là rất là đẹp, tổng thể rất là hài hòa đó. Về giá trị của nó thì cũng cao, giá trị là 1,9 triệu một chiếc bình như này. Đấy, chúng ta decor trang trí thì trước tiên các bạn nhìn vào đây, bạn nhìn đây, chúng ta nhìn rõ đây, chúng ta nhìn tổng thể cái bình như này đó, các bạn nhìn nhá, bạn nhìn này, bạn nhìn này. Đấy. Đấy. Thì đây những cái viền vàng này, đấy, cái vàng cái tay này chúng ta thấy này. Cái tay này trong full thôi, chúng ta cảm giác là nó full full công nghiệp, vàng full công nghiệp cũng rất là hài hòa. Đấy, nhưng mà hơi nhợt nhạt đó. Bạn nhìn sâu vào đây, nhìn sâu nhất là những cái cánh, cái nụ hoa này, những cái nụ hoa này đó, những cái nụ hoa này, những cái lá này, những nụ hoa, những cái lá này, nếu chúng ta nghiêng ở những cái góc mà có những ánh sáng thì chúng ta cảm thấy rất là bóng, rất là bóng, rất là bóng, sờ vào chúng ta thấy giáp giáp, hơi giáp giáp và rất là bóng, rất là bóng. Nhưng lấy bóng là bóng của một cái ly lông, cái ly lông, ly lông, ly lông đề can dán, bóng đề can dán đó, ly lông đề can dán, bóng ni lông để căn giá đó. Bạn nhìn chứ chứ không phải là bóng mà phủ một lớp men lên đấy, các bạn nhìn rõ kỹ này, kỹ này đó. Nghiêng nghiêng ở các ánh sáng khác nhau ta sẽ thấy là rất là bóng và nó hiện lên một cái lớp như là màng ni lông đó. Tất nhiên đây là một chiếc bình đã được in đề can, là công nghệ rất là cao nhé các bạn nhé, rất đẹp đó, đó bạn nhìn này. Đấy, có thể trong trong video các bạn nhìn này sẽ không phát hiện được bằng bên ngoài đấy. Đấy.
Với cái khuôn khổ video thì mình cũng có thể giới thiệu kiến thức đến góc cạnh như này. Còn đâu chúng ta có thể tự phân biệt. Đấy, anh chị cô chú các bạn nào muốn hiểu kỹ hơn, muốn hiểu kỹ hơn với kỹ hơn thì có thể là comment dưới YouTube dưới trang của nhà gốm. Nhà gốm sẽ gửi cho một số cái tài liệu hoặc một số hình ảnh để chúng ta phân biệt rõ hơn. Đấy, hoặc có thể điện thoại trực tiếp. Đó. Đây, chúng ta nhìn này. Đó. Đấy, một cái lớp ni lông nó rất là dại dại, nó nhìn nó rất là dại dại bóng bóng và có màng, không được phủ một lớp men lên các bạn nhé. Sờ chúng ta thấy một cái lớp như ni lông và không phủ một lớp men lên. Nhưng còn nếu mà những cái đồ cao cấp mà vẽ tay là sẽ phủ lớp men này. Tí đến sản phẩm thứ hai đấy, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn kỹ hơn. Đấy, các bạn nhìn kỹ nhá, kỹ là đó đó, các bạn nhìn nghiêng như thế, nhìn nghiêng như thế đó đó, các bạn nhìn nhá. Về chiếc bình này thì nếu mà đề co trang trí không gian thì quá là đẹp, mẫu thì quá là độc lạ các bạn. Đấy. Quá đẹp, rất là hút luôn, hút hồn luôn. Đó. Nhưng nó chỉ có giá trị về đề co trang trí kiến trúc. Ok. Đây, sang sản phẩm thứ hai, các bạn nhìn này. Sản phẩm thứ hai. Đấy, anh chị các bạn nhìn này, nhìn tổng thể này. Tổng thể. Đây. Đấy, nhìn tổng thể. Trước mắt chúng ta so sánh cái này, chúng ta so sánh đây. Là cái vàng được phun công nghiệp, cái màu vàng được phun công nghiệp đây. Đấy, với cái màu vàng này, cái màu vàng này. Đấy, cái màu vàng nung ở nhiệt độ cao và phủ men lên nó khác. Đấy, gần như khảm vàng nó khác. Đó. Rồi, chúng ta nhìn này. Đây, chúng ta nhìn kỹ nha. Đây. Các bạn nhìn kỹ này, đấy, cái vàng. À, chiếc bình này thì nhà gốm là có ba cái thì đã giao lưu hai cái rồi, chỉ còn một cái duy nhất đó. Đấy. Bình này cũng có tuổi 40-50 năm rồi các bạn, 40-50 năm rồi, rất sâu tuổi. Đây các bạn nhìn rõ này, nhìn rõ này. Đấy, nhìn bông hoa, các bạn nhìn bông hoa chưa, nhìn bông hoa chưa, nhìn cái lá chưa, nhìn bông hoa, nhìn lá này. Đây, quay chậm chậm nhìn cây này, bông hoa lá này, đó đó, bạn nhìn chưa. Đấy. Thì chúng ta thấy nó như một bức tranh sơn dầu. Đấy, như một bức tranh sơn dầu. Đó. Thế là người nghệ nhân người ta như một bức tranh sơn dầu. Đó. Vẽ sơn dầu lên. Sau đó ở mỗi cánh hoa này và bông hoa này chúng ta thấy là một cái lớp rất là bóng. Bóng nên người ta phủ một lớp men lên. Nung ở nhiệt độ cao người ta phủ một lớp men lên. Đó. Phủ lớp men lên. Như là chúng ta thấy là một cái bông hoa này, lá này ở chìm dưới một lớp men. Chìm dưới một lớp men. Đấy, chìm một lớp ở trên có gợn gợn lên. Đấy, có gợn gợn lên một cái lớp men bóng. Gọn gọn một lớp men. Đấy, tức là người ta phủ lên cái bức tranh sơn dầu này ở trên cái nền gốm này. Đấy, được nung ở cái kỹ thuật nhiệt độ cao. Đấy, để đảm bảo được cái màu sắc bền lâu. Đấy. Còn những cái vàng này là kim loại, nó sẽ có những cái tem rỉ sắt theo thời gian. Bình càng lâu thì sẽ có tem rỉ sắt rỉ ra càng nhiều, càng có giá trị. Đó. Đấy, đối với những chiếc bình như này thì sẽ có giá trị về đầu tư, về bộ sưu tập, về chơi. Chúng ta càng để lâu càng có giá trị. Và thậm chí sau này thì không có những cái mẫu như này nữa. Bởi vì giờ, theo năm tháng thì cái người nghệ nhân Nhật thì người ta nó không còn nữa. Đó. Đấy, chúng ta thấy chưa? Đấy. Nhìn kỹ chúng ta thấy. Đó. Ok. Đó. Đấy, chúng ta nhìn lại một lần nữa hai chiếc bình như này. Đó. Đấy, vừa rồi thì nhà gốm đã giới thiệu và giao lưu với lại các bạn để chúng ta nắm rõ hơn một số kiến thức cơ bản nhất về đâu là vẽ tay. Đấy, một chiếc bình được vẽ tay trên nền gốm và đâu là một cái kỹ thuật dán in đề can. Dán in đề can. Đó thì lưu ý các bạn là sẽ có tầm bốn là cái điểm chú ý. Một là tranh sơn dầu sẽ được phủ một lớp men lên, chúng ta sẽ thấy. Và hai, chúng ta sờ chúng ta thấy những lớp bóng và phủ men lên đó. Và cái thứ hai nữa là cái lớp bóng của cái ni lông đề can nó khác so với cái lớp bóng của sơn dầu, và cái cảm quan chúng ta thấy rõ là nhạt hơn. Cái thứ hai là nhạt hơn đấy. Và cái thứ ba nữa là chúng ta phải phân biệt một cách nó kỹ hơn về cái tổng thể. Tổng thể nó sẽ không được được sâu bình và khôn bình như chiếc bình được nghệ nhân người ta vẽ tay đấy, và nung vào nhiệt độ.
Bởi vì đề can dán thì nó sẽ không thể, nó sẽ, gần như nó sẽ có một cái lỗi nào đó ở trong một cái tổng thể. Đó. Cái thứ ba nữa là chúng ta có thể phân biệt được màu sắc của những cái chiếc bình được vẽ tay thì bao giờ cũng cái màu sắc nó rất là tươi, tươi tắn và nó đi ra rất hài hòa với lớp men. Đấy. Còn cái màu sắc của đề can dán thì nó gần như nó không có thể họa tiết nó rất là đẹp nhưng nó không thể tươi tắn và nhìn nó không có hồn và nó đi ra không thể hài hòa với lớp men được. Đấy. Bởi vì là đề can dán thì phủ lên lớp men. Đó. Đấy. Các bạn lưu ý. Với khuôn khổ cái thời lượng có hạn thì hôm nay nhà gốm giao lưu với các bạn cũng chia sẻ với các bạn một số kiến thức nhất định để trong cái quá trình các bạn đề co kiến trúc không gian ngôi nhà mình để chọn được những chiếc bình thì nó phù hợp, giá cả thì phải chăng, hoặc là mình có thể có những cái bộ sưu tập mình để chơi những thú chơi thì mình sẽ có cái phân biệt nó rõ ràng hơn. Hy vọng với những cái kiến thức đơn giản và bình thường như vậy để chia sẻ đến các bạn là phần nào cũng có được một cái kiến thức nhất định để trong cái quá trình mình sưu tập cũng như trong quá trình mình trang trí kiến trúc cũng như đi mua sắm để chúng ta nắm được phân biệt đâu là cái gốm để can vẽ tay, đâu là cái gốm vẽ tay đó. Vào những cái video lần sau thì nhà gốm sẽ cố gắng để sẽ có những cái cơ bản hơn, có những kiến thức cơ bản hơn để cô chú anh chị phân biệt sâu hơn đâu là gốm Nhật phổ thông, đâu là gốm Trung Quốc phổ thông, và sẽ có những cái kiến thức sâu hơn nữa. Cô chú anh chị nhớ theo dõi kênh và đăng ký ấn quả chuông subscribe khi có những kiến thức cơ bản hơn hoặc những video gần nhất sẽ gửi đến các bạn để các bạn được theo dõi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.